Say hi để cô biết là các bạn đang ở đây nha. Hello everyone, mọi người ơi, đã nhìn thấy cô chưa? Hello, Miss Hằng here. Today I'm back and with the topic business management. And we are going to have some vocabulary and sentence structures and it's all about communication practice. Và hôm nay cô Hằng tiếp tục quay trở lại với một chủ đề về series chuỗi chia sẻ trên group tiếng Anh của các bạn này. Phần này thì liên quan đến phần thực hành giao tiếp chủ đề Business Management là về quản trị kinh doanh ạ. Mọi người đã nhìn thấy cô chưa? Nếu nhìn thấy rồi thì hãy say hi để cô biết nha. Hello. Mọi người nhìn thấy cô chưa nhỉ? Rồi cô đang livestream nên như chưa thấy các bạn chắc là một chút nữa đúng không ạ? Okay, so the topic business management is kind of very popular topic in nowadays economy and workplace. Ở cái chủ đề về phần business management này thì có thể là business management là bạn nào cũng cần phải có đấy, vì lý do là bây giờ chúng ta thực hành trong cái môi trường làm việc đúng không, với nước ngoài rất là nhiều này, hoặc là các bạn đang ở vị trí từ nhân viên rồi mà đang muốn hướng đến quản lý là manager rồi hướng đến giám đốc như kiểu director hay là CEO thì các bạn đều cần cái phần này đúng không ạ? Nên là cô hy vọng những phần như thế này sẽ rất là helpful cho các bạn ạ. Topic như thế này rất là helpful cho các bạn. Mọi người đã nhìn thấy cô chưa nào? Now, okay, so in the workplace or at the workplace. Ở đây chúng ta sẽ có đây là nơi làm việc nha. Chúng ta sẽ tương đương với từ company hoặc là group. Đây là công ty này. Chúng ta sử dụng từ đó từ enterprise mang nghĩa là doanh nghiệp. Đấy, có một số từ bạn nên biết nha. Đây là doanh nghiệp. Okay, được chưa? Workplace, company, enterprise là doanh nghiệp. Đây là ba từ mà cô hay nói là gì ạ? During your work or in your work or at your workplace. Để in your workplace. Business management is a very popular topic that you need in English to serve the way you work and the way you communicate with other people. Cái chủ đề về business management là cái chủ đề rất là thông dụng khi các bạn muốn thực hành giao tiếp tại nơi làm việc. Được chưa ạ? Rồi, thấy cô chưa nào? Cô vẫn chưa nhìn thấy các bạn, chắc là một tẹo nữa các bạn lên đúng không ạ? Ai mà thấy cô rồi, online rồi thì các bạn hãy say hi để cô biết nào. Hello. Ok, các bạn nhìn thấy cô chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu thực hành được chưa ạ? Từ đầu tiên nha, nào từ vựng này, at first I will give you some more new words. Workplace mang nghĩa là nơi làm việc này. Company, chúng ta sử dụng từ này là công ty đúng không ạ? Enterprise mang nghĩa là doanh nghiệp. Các bạn có một số từ nữa, ví dụ như các bạn thường sử dụng cho là group. Thì group mang nghĩa là tập đoàn đó. Được chưa ạ? Hoặc các bạn sử dụng một từ từ cao cấp hơn nữa, từ corporation. Corporation mang nghĩa là tập đoàn. Đấy chứ ạ, tức là cái nơi mà nó còn to hơn cả company đúng không ạ? Thông thường chúng ta nói corporation sẽ sang mồm hơn so với group hoặc là so với từ company, ok? Còn từ enterprise thì chúng ta nói chung thôi. Ok, là chúng ta xong rồi sẽ có state-owned company. Đây là mang nghĩa là công ty nhà nước. Mà không nếu bạn sử dụng từ là từ private enterprise mang nghĩa là công ty tư nhân. State-owned company or private enterprise, được chưa? Private enterprise, state-owned company là thông thường là công ty nhà nước, còn private enterprise, ok chưa? Rồi nha mọi người, xong từ nào rồi các bạn cứ nhớ comment tại từ đấy cho cô biết nha, để các bạn thấy là phần mà chúng ta học ấy nó sẽ liên quan đến nhau đúng không ạ? Học mà quên không viết hoặc là các bạn quên cái cách viết của nó thì các bạn sẽ thấy là nói hoài đến mấy mà viết sai chính tả thì người ta cười mặt cho đó. Được chưa ạ? Xong chưa mọi người? Nào nốt lại những từ này đi và chúng ta cùng đọc lại với cô nha. You need to be very fluent in the pronunciation if you want to sound like the native speaker. Các bạn mà muốn học giống như là người bản xứ ấy, nói giống người bản xứ thì cố gắng là cùng cô Hằng này đầu tiên là gõ ra. Hai là cùng đọc tập đọc với cô nhé. Từ đầu tiên không đọc là workplace.
hay là workplace. Ôi dồi ôi, một số bạn mà học sinh của Hoàng vừa vào mà chưa được sửa phát âm ạ, các bạn toàn đọc là workplace thôi. Đọc với cô này, từ này là work, workplace, 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 không phải workplace nha, đọc là workplace. Workplace, okay? And the second word is workplace. So we have the first word and the first stress. Từ đầu tiên sẽ là trọng âm thứ nhất này, từ thứ hai cũng là trọng âm thứ nhất luôn nha, đọc là company, không đọc là company. Không đọc là com, đọc là come, 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 company. Company trọng âm thứ nhất, còn lại là thứ hai các bạn nhé. À quên, nói nhầm, còn lại là dấu huyền nhá. Trọng âm thứ nhất là nhận từ sắc, còn lại là dấu huyền. Đọc với cô này, read after me please. Company, company. Một số học sinh của cô Hằng này là hay đọc cái kiểu là company ấy, thì cô nhắc qua nhé, chữ p này bật thật là mạnh, hơi đi ra từ lồng ngực và đẩy ra này. Company, 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 được chưa? Không đọc là company hay là company, đọc là penny, bật mạnh lên. Company. Tiếp tục enterprise. Enterprise mang nghĩa là doanh nghiệp. Khi các bạn đọc từ này, các bạn nhớ cho cô nhé, từ này đọc là enterprise ở đây ạ. Nhớ này, đưa mồm ra như thế này các bạn nhá. Enterprise, enterprise, và cái đuôi của nó phải là đuôi Z ạ, đừng có thiếu cái đuôi này của cô ạ. Enterprise, enterprise, còn số nhiều sẽ là enterprises, enterprises, số nhiều enterprises, enterprises, được chưa ạ? Enterprises mang nghĩa là doanh nghiệp. Chúng ta có từ group, group, không đọc là group ạ, đọc là group, group, group là tập đoàn. Group là tập đoàn, corporation cũng là tập đoàn, nhưng thông thường cái từ corporation ấy mang nghĩa là to hơn đúng không ạ? Còn group cũng mang nghĩa là tập đoàn đấy ạ. Được chưa? Corporation trọng âm thứ ba nhé các bạn nhá. Group không có trọng âm vì nó chỉ có một âm tiết thôi, đừng nghe thắc mắc. Được chưa mọi người? Xong nhá. Comment được chưa ạ? Xong từ đấy chưa ạ? Xong bốn từ đấy chưa ạ? Đọc lại với cô nhá. Đầu tiên này, workplace, company, workplace, company, enterprise, enterprise and group. Số nhiều của nó sẽ là enterprises. Enterprises, được chưa? Enterprises. The group là tập đoàn, corporation cũng là tập đoàn, nhưng nhớ đọc cho cô thật chậm và phần này âm của nó sẽ rơi thứ ba. Corporation, corporation, corporation. Xong chưa? State-owned company. State-owned company là những công ty thuộc về nhà nước. Và private enterprise. Private enterprises là công ty tư nhân. Xong chưa? Rồi, ok. Cô thấy có một số bạn đã xong rồi đấy ạ. Nào, bây giờ tiếp tục nhé. Một số từ vựng nữa này. Chúng ta sẽ thấy là công ty bao giờ phải nộp thuế rồi. Chúng ta sẽ có tax. Tax là thuế đúng không ạ? Các bộ phận đơn giản như là accounting department. Chúng ta có từ department. Không có department thì dùng room. Ok chưa? Hoặc là division. Đều mang nghĩa là bộ phận ạ. Bộ phận kế toán. Kiểm toán sẽ là auditing đúng không ạ? Các bạn làm người quản trị thì các bạn đều biết từ này, auditing department or auditing room or auditing division, nếu mà nghĩa là bộ phận kiểm toán. Bộ phận kiểm toán. Khi một công ty thành lập, chúng ta dùng các động từ như sau: set up, build, establish. Establish, và các bạn có từ found mang nghĩa là thành lập. Đấy, ví dụ như mình trở thành một founder của một công ty nào đấy, hoặc mình trở thành một co-founder của công ty nào đấy đúng không ạ? Co-founder là chúng ta cùng đồng hành để lập nên cái công ty đấy với một người thứ ba hoặc người thứ hai. Đấy chưa ạ? Nó sử dụng từ founder or co-founder mà nghĩa là người sáng lập hoặc đồng sáng lập. Co là cùng nhau làm gì đấy. Đấy chưa ạ? Corporate. Đấy chưa ạ? Nào, vậy đọc với cô nhé các bạn nhé. Từ đầu tiên này, tax. Không đọc là tắc nha. Một số bạn là học sinh miền Nam là các bạn hay đọc là tắc đó. Các bạn đọc là tax cho cô nha. Tax. 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 Đấy chưa ạ? Không đọc là tắc nha. Tắc tắc tắc, không có tắc, đọc là tax. Tax. Đấy chưa mọi người, nhìn thấy cô chưa? Rồi, ok. Bạn nào mà muốn mỗi lần cô livestream mà các bạn nhìn thấy thì các bạn cố gắng là comment, ấn vào phần follow cô Hoàng để mỗi lần nhìn thấy cô á, thì nó sẽ thông báo cái phần livestream lên cho các bạn nha. Now the first word is tax. Tax, nhìn thấy chưa? Đọc xong chưa? Đọc xong từ nào thì comment từ đấy xuống nha. Đừng ngô lười nha các bạn nha. Now, so the first word is tax. The second word we have a division. Chúng ta có ba từ nhá, department, room và division. Thế cái từ division và department đều có nghĩa là bộ phận, còn từ room nghĩa là phòng, tức là công ty nhỏ thì chúng ta dùng là phòng, tức là accounting room đúng không ạ? Còn sử dụng nếu mà công ty to hơn tí sử dụng là accounting department, accounting division, ok? Nào đọc với cô nhé, từ này không đọc là division mà đọc là division. Mồm nè. Division, division. Các bạn nhìn rõ mồm cô không ạ? Now look at my mouth. Đúng rồi đấy, cô thấy các bạn là rất là chịu khó comment này là đúng rồi. Những người mà chịu qua comment trong phần livestream của cô là cô sẽ nhớ về kiểu Nhật Yến Võ này, Nhi Trần này, đấy. Một số bạn thì các bạn hay comment là thấy ít khi sai chính tả, còn lười comment là sai lung tùm lên ạ.
Division. Và từ này không đọc là department mà hãy đọc là department cho âm thứ hai nè. Department, division, department and division. Còn từ room thì thôi vì nó không có trọng âm nhưng mình đã lộ u ngắn nhé. Room, 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 room. Để chưa? Visit my room. My room. Không mà my room ạ, đọc là room, room, room. Được chưa? Nó có hai cách đọc, một là u ngắn, một là u dài, nhưng thông thường cô đọc là u ngắn á. Room. Accounting room or accounting department. Accounting department or division. Được chưa? Nào, tiếp tục ạ. Auditing department. Auditing department là bộ phận kiểm toán á. Người sử dụng là auditing, auditing. Nếu mà không đọc nhanh nữa, đọc nhanh nữa thì đọc là auditing. Được chưa? Cô đọc nhanh à? Cô sẽ đọc chậm hơn nhé. Ok, cô sẽ đọc chậm hơn cho các bạn theo này. Từ đầu tiên chúng ta sẽ đọc từ này là accounting, được chưa? Accounting, accounting. Các bạn sử dụng từ accounting thì mang nghĩa là kế toán rồi. Còn cái từ tiếp theo chúng ta sử dụng từ đó là từ department hoặc là division. Đây là bộ phận kế toán, được chưa em ơi? Ừ, nếu mà các bạn thấy cô đọc nhanh thì cứ nói nha, để cô sẽ đọc chậm lại. I will slow down for you, ok, so don't worry. Cần gì cứ nói nhé các bạn nhé. Rồi, nào đọc với cô này. Accounting department. Accounting, accounting department. Nhớ không đọc từ này là cao mà đọc là count nha, thêm chữ N vào này. Accounting department and accounting division. Accounting division. Ok chưa? Xong từ đầu tiên chưa? Hai từ đầu tiên, từ đầu tiên đó là tax rồi này. Từ thứ hai là accounting department, accounting room or accounting division. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi, tiếp tục này. Tiếp theo bộ phận kiểm toán chúng ta có từ auditing. Auditing department, được chưa? Department hoặc là department. Các bạn không cần thiết phải bật chữ T ở giữa từ đâu ạ. Có những cái phần này là như chữ T này chúng ta không cần phải bật nữa đâu. Ok chưa? Chỉ đọc là department thôi, không phải department nữa nên mệt. Auditing department. Auditing department, được chưa? Ok chưa? Đấy, cô sẽ làm rất chậm đi, yên tâm. Tiếp tục này mình có từ auditing room or auditing division. Nhớ ghi nhớ trọng âm của nó nha. Nuôi duyên cho âm sẽ rơi vào thứ nhất ạ. Được chưa? Department and division. Department and division. Ok. Auditing department, auditing division là bộ phận kiểm toán. Rồi, chị khóa comment là thấy các bạn đã khá rồi đấy. Nhiều người không còn biết sai từ account nữa đâu ạ. Good. Xong nhá. Tiếp tục cô sẽ đẩy tiếp sang từ tiếp theo là chúng ta có bốn từ nếu muốn liên quan đến thành lập này. Chúng ta thông thường sử dụng những từ này để các bạn biết rằng chúng nó là synonym của nhau. Tức là chúng ta có thể dùng, vẫn có sự khác biệt đặt hàng, vẫn có những sự khác biệt nhất định. Nhưng chúng ta có thể, trong cái ngữ cảnh dùng ở trên thực tế các bạn có thể dùng lẫn với nhau cũng được. Không phải là quá khắt khe trong phần này nhé, các bạn để ý cho cô nhé. Từ đầu tiên chúng ta sử dụng từ setup, được chưa? Không đọc là set up nha, nói em luôn nè các bạn nào, nhìn mồm cô nha. The first word is setup. Từ đầu tiên là setup, được chưa? Xong chưa các bạn ơi? Đấy, comment đi ạ, cô sẽ đợi. Rồi, nào, từ thứ hai mình dùng từ build, nhưng đừng đọc là build nha. Build là sai, đọc từ này là build mới đúng ạ. Nâng cái lưỡi của mình lên là builder đã, được chưa? Build. So the first word is setup và the second word is build. Xong chưa? Rồi. Đấy, comment đi ạ. Cô sẽ đợi mà yên tâm. Xong từ build rồi đến từ thứ ba này, the third word, I have the word here, establish. Từ này không đọc là establish mà đọc là s, được chưa? Còn nếu không đọc là s, đọc là is cũng được, được chưa? Is hay là s đều ok, không có vấn đề gì cả. Khi mà chúng ta đọc nhanh thì nó sẽ na na chữ e, được chưa? Is. Tiếp tục là từ thứ hai, cho âm người tôi phải nói lên giọng này, tap. Còn từ cuối cùng không đọc là lish mà đọc là lish. Đấy, âm cuối cùng là âm SH nên là các bạn nhớ nhá. Âm SH là các bạn phải chu mồm như cô này. Lish. Đấy chưa? Establish. Đấy chưa? Establish. Rồi, cuối cùng ạ. Xong nhá, đọc cho cô nào. Đọc và comment luôn nào. Từ này là từ establish.
establish, xong chưa ạ? Tiếp tục từ cuối cùng là từ found, found, found. Rồi, ok, nào thử nhé. Vào năm 1986, anh ta cùng với hai người bạn thành lập công ty máy tính đầu tiên tại đất nước này. Sau đó, anh ta còn là đồng sáng lập một hãng chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Nào thử dịch câu này giúp cô nhá. Đây là cách các bạn kết hợp các từ vựng nào. Nhớ xem là chúng ta đang sử dụng thì gì ở đây ạ. Rồi, ok. Đọc lại cả bốn từ với cô nhá. Set up, build, establish and found. Set up, build, establish and found. Establish and found. Set up, build, establish and found. Nhớ nhá, không có bỏ qua ending sao của cô nhá. Ending sao cô đọc rất là rõ nhá. Set up, build, establish and found. Được chưa? Nào cô, câu như sau, đây là câu ví dụ, mời các bạn cùng dịch với cô nào. Vào năm 1986, anh ta cùng với hai người bạn thành lập công ty máy tính đầu tiên tại đất nước này. Sau đó anh ta còn là đồng sáng lập một hãng chuyên sản xuất linh kiện điện tử ạ. Ở đây có một số từ như sau này, cùng với hai người bạn rồi thành lập công ty máy tính đầu tiên, đồng sáng lập. Các bạn sử dụng từ gì ở đây ạ? Đây, trên này cũng có một đồng sáng lập đây rồi, đây này. Đồng sáng lập hãng sản xuất, chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Đấy. Đây là toàn bộ những cái phần mà các bạn có thể chú ý vào để xem chúng ta đang xử lý nó như thế nào. Cùng với dùng từ gì ta? Cùng với nào? Thành lập công ty máy tính đầu tiên, hãng chuyên sản xuất cái gì đấy? Đây, câu tiếng Việt của chúng ta đây nha mọi người. Vào năm 1986, anh ta cùng với hai người bạn thành lập công ty máy tính đầu tiên tại đất nước này ạ. Nếu các bạn sử dụng động từ, các bạn nhớ cho cô là chúng ta phải dùng cái dạng như thế nào. Chứ ví dụ như là một bạn comment là a company ạ. Nó không đúng đâu ạ. Các bạn phải dùng là to be a company with hoặc là a company with. Thêm chữ ed vào cơ. Được chưa? With hoặc along with được. Ok nào, được nhá. Mình có từ a company. A company with hoặc along with. Along with, with, được chưa? Đấy, sử dụng từ này mang nghĩa là cùng với ạ, và đừng có nhầm ạ. Các bạn nhớ khi mà làm các bạn phải comment đúng nhá, không có accompany đâu. Accompanied with, accompanied with, được chưa? Vào năm 1986, anh ta cùng với hai người bạn thành lập công ty máy tính đầu tiên ạ. Thành lập công ty máy tính đầu tiên tại đất nước này. Thành lập là gì các bạn ơi? Tôi có một số từ như vừa đã nói đúng không ạ? Chúng ta có từ set up, hoặc là build, hoặc là establish, hoặc là found đều được, nhớ nhá. Còn nếu chia thì nào thì các bạn phải thật cẩn thận nha. Thật cẩn thận nha. Set up, build, build. Rồi, không dùng along with, dùng together with được các bạn ơi. Together with, very good. Cùng được, accompany with hoặc là together with. Thành lập chúng ta có bốn từ như vừa đã học, và chúng ta có từ set up, build, establish, establish and found. Được chưa? Rồi, ok, rất tốt ạ. Công ty máy tính là gì ạ? Công ty máy tính là gì các bạn ơi? Rồi ok, vậy là sử dụng là computer company, đúng không? Sử dụng công ty máy tính là computer company. Và chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng từ đầu tiên ở đây là the first rồi, đúng không ạ? The first. So we have the word công ty máy tính là company. And the first là đầu tiên, đúng không ạ? Tiếp tục đồng sáng lập chúng ta sử dụng từ gì ta?
Đồng sáng lập là từ gì ạ? Cô Hoàng vừa nói ở bên dưới đó. Nào, đồng sáng lập chúng ta sử dụng từ gì ạ? The first, okay, very good. Okay, nào đồng sáng lập chúng ta sử dụng từ đó, từ co-founder, đúng không ạ? Co-founder. Co-founder, okay. Còn hãng chúng ta sử dụng từ firm. Hãng là firm nha các bạn ơi. Co-founder and firm. Không sử dụng từ firm thì dùng company hoặc enterprise đều được như cô đã nói rồi đó. Đấy chưa? Hãng là firm hoặc là company đều được nha. Chuyên sản xuất, chuyên về cái gì đấy sử dụng động từ specialize. Specialize. Đấy chưa? Comment từ này đây nào. Từ specialize là một từ hay và đặc biệt. Mọi người ghi giúp cô. Từ specialize in mà nghĩa là chuyên về gì đấy. Chuyên về, chuyên môn về cái gì đấy. Specializing, specializing. Comment đi ạ. Nào cùng comment giúp cô từ specializing để nhớ từ vựng nào. Đừng quên. Specializing, specializing là chuyên về cái gì đấy. Viết đi cho quen tay nào. Đừng lười nha, nhiều bạn lười lắm. Linh kiện điện tử chúng ta sử dụng từ gì ạ? Linh kiện chúng ta sử dụng từ component. Về electronic component. Electronics component. Component là linh kiện điện tử ạ. À có nghĩa rồi. Electronic components. Electronics components. Này đây là hai từ mới nha, các bạn để ý cho cô nhá. Nào comment đi nào. Từ đầu tiên là từ specializing. Specializing. Electronic components. Electronic components. Hai từ. Chuyên sản xuất về cái gì sử dụng động từ specializing. Và như linh kiện điện tử sử dụng từ electronic components. Được chưa? Chịu khó comment đi, đừng lười ạ. Nhiều bạn mà lười là viết sai trên tả liền nào. Nào đọc lại với cô nhé, từ đầu tiên này. Specializing là chuyên đề, chuyên về cái gì đấy. Còn electronic, electronic components. Electronic components, electronic components. Hãng nó sử dụng từ firm or company. Đồng sáng lập sử dụng từ co-founder. Đầu tiên là dùng the first, được chưa? Đọc thật chậm nhé. Hãng là firm or company. Firm or company. Đồng sáng lập sử dụng từ co-founder. Đầu tiên sử dụng từ the first. Công ty máy tính dùng computer company. Được chưa? Thành lập chúng ta có 4 từ. The first word is set up, build, establish and found. Set up, build, establish and found. Được chưa? Thế đã đủ chậm chưa hay lại chậm quá? Rồi, các bạn kêu nhanh thì cô lại làm chậm nha. Mà thấy chậm thì lại kêu đi để cô đi làm nhanh nha. Nào, đọc lại này. Set up, build, establish and found. Cùng với nó sử dụng từ accompanied with, along with, together with đều được nha, with cũng được. Được chưa? Rồi xong nha. Linh kiện điện tử nhớ cho cô từ này là từ electronic. Electronic cho ông dơ vào từ trò bởi vì chữ âm đằng sau cuối cùng nó là từ nick. Được chưa? Components, components, components. Rồi. Electronic components, specializing, firm or company, co-founder, the first, the computer company, set up, đọc là set up, set up, build, establish and found. Ok. Rồi nha mọi người. Vậy bây giờ chúng ta cùng lên câu này xem là chúng ta sẽ giải quyết câu này như thế nào đây. Vào năm 1986 này, cô sẽ đọc một số comment của các bạn nhé. Minh Tú Lê trước này. In 1986, he together with two friends built the first company, the first computer company in this country. Then he was a co-founder of a brand which provides computers devices. Rồi, em sử dụng từ devices là cái thiết bị à? Là linh kiện thôi. Đồng nghĩa này. In 1986, nhớ là dấu phẩy nhưng không có dấu chấm nha. In 1986, he along with two his friends built the first company in this country, the first computer company in this country. Then he has been the co-founder of one firm specialized in. Câu này sai rồi. Chúng ta không sử dụng then xong lại còn he is the founder of cái gì đấy nối luôn. Chúng ta phải sử dụng mệnh đề quan hệ ở đây nha các bạn nhá. Nào tiếp tục một số câu của các bạn khác này. Nam Silver này. In 1986, he with two friends found the first company in here. In here là cái gì em? Đang có cái công ty này tại đất nước này cơ mà. Sao tự nhiên in here ở đây? Rồi, ok. Nào, có đọc lại một lần nữa của Nam nhé. In 1986, he with two friends found the first computer company in here. After, đúng là after that em ơi. After that, he is still the co-founder along with a firm which is specialized in electronic components. Câu này của Nam xử lý hơi cồng kềnh em ơi. Mà nghe nó lủng củng lắm. Nguyễn Thảo này. In 1986, he along with two friends set up the first computer company. Then he co-founder firm. Câu này sai. Co-founder là danh từ, chúng ta không sử dụng he co-founder. Em phải dùng co-founded. Co-founded thì được. Được chưa?
Tiếp tục thanh nhã nha. In 1986, he along with his friend founded the first company in this country. Rồi mới được một nửa câu. Nhật Yến này. In 1986, he was accompanied with two his friends established the first company in this country. Cũng được. Hồng Gấm. In 1986, he accompanied with two friends founded the first computer company in this country. Very good. Then he was still a co-founder for a firm which specialized in electronic components. Very good, đúng rồi đấy. Chính xác rồi em. Tuyết sâu này, tuyết xa xu này. In 1986, he with two friends established the first computer company in this country. Các bạn cứ làm được một nửa xong các bạn bỏ là sao? Rồi, có Thúy Niệm Nhược Thảo này, Trang Nguyễn này, Nhung Nguyễn này. Đấy. Nguyễn Văn Sang nhé. In 1986, he accompanied with his friends, founded the first company about computer in this country. After that, he established after them. Chúng ta chỉ có after that thôi, hoặc then, chứ không có dùng after then. Nguyễn Vũ Hoàng Quân này, Ngô Duyên này. Ngô Duyên nhé. In 1986, he accompanied with two friends were set up. Câu này của Ngô Duyên sai. Chúng ta không dùng to be là were cộng với động từ thường chia quá khứ đơn là set up đi với nhau không đúng em nha. Chúng ta chỉ có to be cộng P2 là câu bị động thôi. Câu này của Duyên sai nha em ơi. Huyền Nguyễn này. In 1986, he together with two friends set up the first company in this country. After that, he co-founder company specialized in. Câu này không được ạ. Nối động từ sai rồi. Gabon nha. In 1986, he along with two friends built the first computer company at this country. Then he was two co-founder, a firm which specialized in electronic components. Okay, một số bạn thì còn comment là Dương Mỹ Phương này, Vi Huỳnh. Thực tế cô thấy như này nhá, tức là cái đoạn đầu các bạn làm rất là ổn, nhưng từ cái lúc này này, từ cái lúc cái câu là sau đó anh ta còn đồng sáng lập một hãng chuyên sản xuất linh kiện điện tử là các bạn bị nhầm hết ạ. Hầu như đến 80% là các bạn đều sai, câu này là sao? Rồi. Now, Hoàng Quân này. In 1986, together with two more friends, he established the first computer manufacturing computer ever in this company. Rồi. The first company ever thì hay hơn. Rồi, ok ạ. Afterwards, he was also the founder of another electronic accessory specialized manufacturers. Ok. Phan Sang này. In 1986, rồi. He accompanied with his two friends. His two friends, tại sao lại có dấu phẩy nữa? Mình không hiểu ý của bạn ở đây. Founded the first company in this country, and he also co-founded. Câu này là co-founded nè, không dùng co-founder, xong lại còn ed nữa đâu ạ. Đấy chứ ạ? Rồi. Ok, cảm ơn những bạn sau như là Nhung Nguyễn Thắm Thiết Thu Nhàn này. Đấy, Huyền Trang này. Đấy. Nếu như mà bạn nào mà cần cái phần này, bây giờ cô sẽ chữa luôn nha. Và cái phần này thì không có làm gì cần lắt léo quá nhiều đâu các bạn ạ. Cô có lớp online không có bạn ơi, nếu mà bạn nào cần hỏi có lớp học của cô các bạn cứ inbox cho cô Hằng nha. Bây giờ bởi vì cô đang dạy trên livestream như thế này, cô sẽ không trả lời và tư vấn cho các bạn luôn được đâu ạ. Các bạn vui lòng inbox và live vào cái phần personal messages cho cô nha, vì lý do là cô sẽ không trả lời được luôn. Cô Hằng có các lớp online và offline dành cho các bạn ở Hà Nội hoặc ngoài Hà Nội, được chưa? Các bạn mà không ở Hà Nội các bạn có thể tham khảo các lớp online, đặc biệt là những bạn đang là du học sinh ấy. Nào vậy bây giờ nhá, thử nhá. In 1986, he together with two friends. Nếu không sử dụng two friends thì with two of his friends cũng được ạ. Two of his friends. Two of his friends. Được chưa? He together with two of his friends. Được chưa? Thành lập công ty máy tính là establish. Establish. Được chưa? Establish the first computer company in this country. Để chưa đọc lại một lần nữa với câu này nha. Câu này chắc không có gì quá khó với các bạn này. In 1986, he together with two friends or two of his friends established the first computer company in this country. Câu này rất là dễ đúng không? Câu thứ hai này. Sau đó then hoặc là after that. Chứ không có after then nha các bạn ơi. Then or after that, he was also a co-founder of a firm specialized in. Nếu các bạn sử dụng từ này thì các bạn phải có một từ which, đó là từ which specialized in. Đấy. Đây là cách xử lý đầu tiên này. He was also a co-founder of a firm which specialized in. Được chưa ạ?
sản xuất linh kiện điện tử sử dụng cụm từ là manufacturing, không dùng manufacturing, sử dụng từ producing. Producing linh kiện điện tử như cô vừa nói là electronic components. Được chưa? Nếu không dùng cỡ này chúng ta sử dụng từ tiếp theo đó là then or after that. Cô copy đoạn này thế nhá. Then or after that, he was also the co-founder of a firm specializing in. Đây là mệnh đề quan hệ ở dạng rút gọn chủ động ạ. Specializing in manufacturing or producing electronic components. Được chưa? Đây là hai cách nha các bạn nha. Nhìn lại với cô này. Câu đầu tiên nhá. In 1986, he together with two friends or two of his friends. Đều được nhá. Two friends cũng được. His two friends cũng được. Or two of his friends cũng được. Established the first computer company in this country. Then after that, he was also a co-founder. He was also a co-founder of a firm which specialized in manufacturing or producing electronic components. Được chưa? Cô sẽ đọc thật chậm ạ. Yên tâm ạ. Cô sẽ đọc thật chậm nhé. Được chưa ạ? Now, cô lại đọc lại một lần nữa nhé. In 1986, he together with two friends or two of his friends established the first computer company in this country. Or then or after that, he was also a co-founder of a firm which specialized in manufacturing or producing electronic components. Được chưa? Rồi, một bạn hỏi là câu của em bên trên có ok không cô? Yuki Trần này. In 1986, nhớ là phải nha em ơi. He and two friends of him established the first computer company in this country. After that, he became the co-founder of the second electronic component company. Ok, cũng được ạ. Nhưng mà ở đây có từ thông tin của Yuki Trần là có từ second em ơi. Không quá liên quan đến từ đây, cô đâu có từ second nào đâu. Để cho nào, câu thứ hai các bạn có thể xử lý như sau này. Then after that, he was also the co-founder of a firm specializing in. Đấy nhá, không sử dụng with thì thôi ạ. Hoặc sử dụng specializing in, được chưa ạ? Which specialized in, hoặc là specializing in, manufacturing or producing electronic components. Rồi. Ok chưa? Co-founder of a firm, which specialized, Hồng Gấm hỏi, a firm rồi mình vẫn bỏ được đại từ quan hệ hả cô? Để cô thành specializing in hả cơ? Ừ đúng rồi em ơi, em có thể về đọc lại cái phần này nhé. Mệnh đề quan hệ là các bạn sử dụng nó với phần chủ động. Nếu các bạn sử dụng which specialize in, em có thể sử dụng luôn. Bổ trợ cho từ này, biến nó thành verb in, specializing in. Được chưa? Rồi, cảm ơn các bạn nha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một lần cuối này. Vì các bạn và cô đọc nhanh thì bây giờ cô sẽ đọc thật chậm cho các bạn nghe nhá. Và phần này nhớ này, đảm bảo về phần phát âm cho cô nhá. Đừng có đọc sai hoặc đọc thiếu. Đặc biệt là một số âm về... Ở đây chúng ta có rất nhiều từ bám viết nên các bạn để ý nhá. In 1986, he together with two friends established the first computer company or computer company in this country. Đọc lại một lần nữa. In 1986, he together with two friends established the first computer company in this country. Then after that, he was also a co-founder of a firm which specialized in manufacturing or producing electronic components. Manufacturing or producing electronic components. Yeah. Rồi, now đọc từ dòng thứ hai luôn nhé. Cô sẽ đọc thật chậm này. Then he was also a co-founder of a firm specializing in manufacturing electronic components. Rồi, cảm ơn Anna Trần ạ. Các bạn mà comment sau thì cô sẽ không chữa được nha. Nên là các bạn có thể tham khảo luôn câu của cô. Xong chưa ạ? Bây giờ chúng ta tiếp tục nào. Nào, chúng ta sẽ có một số từ luôn ạ. Từ merge là sát nhập. Thông thường sẽ là công ty và chúng ta hay có từ là merger and acquisition. Mang nghĩa là sát nhập công ty. Hoặc là công ty lớn. Mua lại công ty bé. Đây ạ, các bạn để cho cô một số từ vựng ở đây nhá. Mình có từ merge, không đọc là merge nha. Merge, trên cao tốc của chúng ta có nhập làn là merge lane, hoặc là merge lane nha, đọc là merge. Merger and acquisition. Cụm từ acquisition ở đây mang nghĩa là mình nuốt lại, mình mua lại một công ty nào đấy để mình có thể tiếp tục kinh doanh công ty đấy, mua lại cả khoản nợ của nó, đấy kiểu như thế đúng không ạ? Nào bạn sử dụng với cô này, merger and acquisition.
Đấy chưa ạ? Các bạn comment giúp cô nào. Từ này là từ sát nhập, bạn sử dụng sát nhập. Sát nhập vào cái công ty nào đấy sử dụng từ merger. Merger and acquisition là tình trạng công ty lớn mua lại công ty bé hoặc là sát nhập công ty vào nhau. Để cho mọi người ơi. Tiếp tục nha, mình có một số từ vựng nữa này để chúng ta làm luôn này. Từ bankrupt hoặc là go bankrupt. Bankrupt hoặc go bankrupt đều mang nghĩa là đi phá sản. Bankrupt or bankruptcy. Bankruptcy. Bankruptcy cũng được đây. Bankruptcy đấy chưa? Mang nghĩa là phá sản hoặc tình trạng phá sản. Ok, chúng ta sẽ có từ đó là từ commission. Commission, cái này hay giống như là các bạn đi mua hàng nào đấy đúng không ạ? Thì người bán hàng cho các bạn sẽ được 1% hoa hồng, được gọi là tiền hoa hồng. Commission. Đặc biệt là những bạn mà làm sale thì rất là thích nghề này đúng không ạ? Vì lý do chúng ta sẽ được ngoài cái phần lương cứng, chúng ta sẽ có phần commission. Xong chưa? Rồi, nào đọc thật chậm nhá. Từ đầu tiên chúng ta sẽ có từ merge. Merge, merge là sát nhập, sát nhập, sát nhập. Tiếp tục merger and acquisition. Merger and acquisition. Merger and acquisition mang nghĩa là sát nhập công ty hoặc công ty lớn mua lại công ty bé. Đây là cái tình trạng thông thường chúng ta nói về cái đấy đấy chứ. Go bankrupt. Go bankrupt là phá sản. Bankruptcy là tình trạng phá sản. Go bankrupt and bankruptcy. Cô sẽ đợi các bạn yên tâm nha, đọc chậm thôi. Tiếp tục mình có từ commission mang nghĩa là tiền hoa hồng ạ. Commission là tiền hoa hồng, mình bán cái gì đấy thì mình sẽ commission là 5%, 10% hoặc 3% chẳng hạn đúng không ạ? Đấy, ví dụ như bạn nào mà làm bất động sản chẳng hạn, tư vấn về bất động sản, các bạn cần câu hỏi gì cứ comment xuống dưới nhé. Tư vấn về bất động sản, nếu các bạn mà cần một tháng mà bán được khoảng tầm 3 căn nhà thôi, các bạn đã có commission rất là lớn rồi đúng không ạ? Đọc với cô nhé các bạn ơi, merge, merger and acquisition, merger and acquisition. Merger and acquisition, acquisition. Go bankrupt là phá sản, bankruptcy cũng là phá sản. Commission là tiền hoa hồng các bạn đấy ạ. Được chưa? Các bạn tiếp tục này, chúng ta coi cái việc mà chúng ta quản trị nhân lực thì chúng ta sẽ có từ salary là lương, nên chúng ta cũng có từ allowance là trợ cấp ạ. Thông thường là các bạn mà làm đang là internship, đang là intern của một công ty nào đấy, các bạn sẽ không được nhận salary mà các bạn sẽ được nhận allowance đúng không ạ? Allowance hàng tháng có thể là 1 triệu, 2 triệu, 1 triệu rưỡi gì đấy để trả có tiền xăng này, gas này, gasoline, gasoline này, rồi thì phone đúng không ạ? Ăn trưa gọi là lunch allowance đúng không ạ? Được chưa mọi người ơi? Rồi, salary allowance. Xong chưa? Comment đi, đừng quên nhé. Rồi tiếp tục chúng ta có động từ là từ subsidize. Subsidize. Subsidize mang nghĩa là trợ cấp hoặc bao cấp. Cái này là động từ verb. Trợ cấp hoặc bao cấp nha các bạn ơi, được chưa ạ? Trợ cấp hoặc bao cấp, và chúng ta hay có từ đó từ subsidize economy. Economy. Đây là nền kinh tế bao cấp, thời bao cấp đó. Các bạn hay hay nghe từ này là subsidized company, subsidized economy. Được chưa? Subsidized, subsidized, subsidized economy. Trợ cấp hoặc là bao cấp ạ. Xong chưa nào? Vậy bây giờ chúng ta đọc lại với cô nha, từ trên xuống dưới này. Merge là sát nhập, merger and acquisition là sát nhập công ty. Công ty lớn mua lại công ty bé này. Go bankrupt là phá sản, đây là động từ. Bankruptcy là danh từ phá sản. Commission là danh từ tiền hoa hồng, salary là danh từ tiền lương của bạn, các bạn biết rồi đúng không ạ? Allowance là trợ cấp ạ. Subsidized là trợ cấp hoặc bao cấp. Subsidized economy đây là nền kinh tế bao cấp. Được chưa ạ? Economy, economy. Cô chỉ nói cái phần này là về từ vựng thôi chứ có liên quan gì đến chính trị đâu. Bình thường mà. Được chưa mọi người? Xong chưa mọi người? Xong chưa? Rồi nhá, có khó khăn gì không ạ? Đọc lại với cô một lần cuối này. Salary là tiền lương. Allowance là trợ cấp. Allowance là trợ cấp. Allowance là trợ cấp, đúng không ạ?
Subsidized là động từ, ở đây là trợ cấp hoặc bao cấp cho ai đấy. Subsidized economy là nền kinh tế bao cấp. Ok chưa mọi người ơi? Xong chưa nào? Nào, chúng ta sẽ có từ turnover. Turnover thì sẽ na ná cái từ revenue. Turnover là nói về revenue mang nghĩa là doanh thu. Doanh thu, turnover bằng với revenue mang nghĩa là doanh thu chứ không phải dùng money đâu nhé các bạn nhé. Income thì là thu nhập, giống như doanh thu của công ty chúng ta sử dụng từ turnover và revenue. Na ná nhau. Turnover hoặc revenue. Ok, nếu ai mà cần hỏi các lớp về online hay offline các bạn cứ inbox cho cô nha các bạn ơi, đừng hỏi trên này ạ. Các bạn hỏi trên này thì cô đâu có kịp trả lời đâu nha. Chịu khó gửi gửi cái lịch online cho cô nhá. À quên, gửi cái cô đã nhầm. Cô xin lỗi ạ. Chịu khó là inbox cho cô để cô sẽ tư vấn cái lịch online cho các bạn nha. Rồi, lịch học online ạ. Cô không có lớp online 1-1 đâu, cô chỉ có lớp học thôi ạ. Lớp học của cô Hoàng thì các bạn sĩ số ạ, có chứ không có lớp 1-1 nha. Tiếp tục này. Turnover viết viết liền em ạ, vì cái này là danh từ em ạ. Doanh thu là danh từ, viết liền nha. Subsidized economy, thông thường chúng ta sẽ có thêm ED nha, bởi vì cái này chúng ta là chúng ta bị động trước. Nền kinh tế được bao cấp nha các em. Ok, turnover, 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 turnover and revenue. Turnover and revenue. Cao Hằng hỏi cô từ benefit, benefit thì khác nhau mà. Benefit là lợi ích em. Benefit là lợi ích nói chung chứ. Đấy chưa, benefit là lợi ích nói chung nha em ơi. Đấy chưa, rồi nha. Tiếp tục chúng ta có một số từ vựng nữa như động từ bargain. Động từ bargain mang nghĩa là mặc cả đó. Đi chợ ấy, mà thấy cái mớ rau này đắt quá, mặc cả đi, đúng không ạ? 10.000 để trả 7 thôi, đó là gọi là bargain. Bargain, bargain nhá, không đọc là bargain nha, đọc là bargain. Không đọc là bargain nha các bạn nha, đọc là bargain giúp cô nha. Nhìn thì tưởng là gain nhưng mà đọc là gần thôi, gần gần gần, bargain. Bargain. Đấy chưa? Xong chưa? Xong chưa? Nào cùng viết lại đi nào, đừng quên nha. Rồi, nếu không sử dụng từ bargain mà chúng ta sử dụng trong kiểu kinh, tức là khi mà các bạn mà làm những cái hợp đồng lớn hoặc là mình làm với đối tác nước ngoài to đấy ạ, chúng ta ít khi sử dụng từ bargain vì nghe nó kỳ kèo ấy, nghe nó kỳ kèo, nó manh mún. Các bạn sử dụng từ negotiate. Negotiate. Từ negotiate đấy mang nghĩa là mình đàm phán ạ. Đấy. Nghe có vẻ như là nó sang mồm hơn, thì chúng ta có danh từ của nó là negotiation. Negotiation, negotiation, được chưa? Negotiate cho ông thứ hai này, bargain cho ông thứ nhất này, được chưa? Negotiation mang nghĩa là sự đàm phán, đấy, sự đàm phán. Đấy chưa mọi người ơi, cùng đọc lại với cô một số từ này nhá. Từ đầu tiên là chúng ta sử dụng từ turnover. Turnover or revenue. Turnover or revenue mang nghĩa là doanh thu. Benefit là lợi ích. Bargain, bargain, đọc là bargain, không đọc là bargain. Bargain, nâng lưỡi của mình lên một tí này. Bargain là mặc cả. Negotiate, negotiate là đàm phán. Và negotiation là sự đàm phán ạ. Negotiation là sự đàm phán. Được chưa ạ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ có câu xong nhé. Trước khi ký bất kỳ hợp đồng thương mại nào, chúng tôi đều phải gặp mặt đối tác để thương lượng các điều khoản. Được chưa? Đây là cách giảm thiểu tối đa rủi ro trong kinh doanh. Đấy. Rõ ràng các điều khoản điện tại. Nào đọc lại cho cô mấy từ chơi nhé. Turnover, revenue, benefit cho âm thứ nhất, bargain cho âm thứ nhất, negotiate cho âm thứ hai và negotiation. Được chưa? Trước khi ký bất kỳ hợp đồng thương mại nào, chúng tôi đều phải gặp mặt đối tác để thương lượng. Rõ ràng các điều khoản, đây là cách giảm thiểu tối đa rủi ro trong kinh doanh ạ. Nào mời các bạn ạ.
Nào, ký là gì các bạn ơi? Mấy cái từ này rất dễ này. Ký hợp đồng thương mại, hợp đồng thương mại. Gặp mặt đối tác. Đối tác là gì đó? Thương lượng. Rõ ràng. Điều khoản. Giảm thiểu tối đa. Rủi ro là gì ạ? Kinh doanh là gì? Đấy ạ. Đây là một số từ các bạn nên biết trong từ này nha. Cô đọc lại này, về tiếng Việt này. Trước khi ký bất kỳ hợp đồng thương mại nào, chúng tôi đều phải gặp mặt đối tác để thương lượng rõ ràng các điều khoản. Đây là cách giảm thiểu tối đa rủi ro trong kinh doanh. Nào, chúng ta có từ ký này, hợp đồng thương mại này, gặp mặt này, đối tác này, thương lượng rõ ràng điều khoản, giảm thiểu tối đa rủi ro về kinh doanh ạ. Mời các bạn comment từng từ một cho cô nhé. Ký, ok, ký chúng ta có từ sign, chính xác rồi ạ, sign, chính xác. Tiếp tục nào, hợp đồng thương mại, hợp đồng thương mại ạ. Các bạn biết từ thương mại là gì không? Hợp đồng thương mại. Rồi hợp đồng là gì ạ? Các bạn đều biết từ hợp đồng là contract đúng không ạ? Contract, contract, đó là contract. Vậy ở đây nếu như các bạn muốn sử dụng từ đó là từ hợp đồng thương mại, các bạn sử dụng từ là từ commercial, đúng rồi đấy. Commercial contract hoặc business contract đều được nha. Business contract đều được ạ. Business contract. Xong chưa? Rồi, tiếp tục ạ. Contract xong rồi này, commercial rồi này. Sign là ký này. Còn gì nữa? Gặp mặt là gì ạ? Chắc chắn là chúng ta dùng từ meet rồi đúng không ạ? Meet, họp mặt, gặp mặt. Đối tác chúng ta sử dụng từ gì các bạn ơi? Đối tác sử dụng từ gì ạ? Partners, very good. Business partner hoặc bad partner là được rồi. Business partner cũng đồng ý hoặc là chỉ riêng từ partner là ok ạ. Partner là ok rồi, nó đã nghĩa là đối tác của chúng ta rồi ạ. Được chưa? Thương lượng chúng ta dùng từ gì các bạn ơi? Thương lượng nào có dùng bargain không? Dùng bargain cho máu, kỳ kèo. kỳ kèo đấy ạ. Được chưa? Rồi thương lượng sử dụng từ đó từ negotiate. Nếu mà bí quá sử dụng từ bargain cũng được ạ. Được chưa? Negotiate, động từ nha. Còn nếu bạn muốn danh từ thì xử lý cho khéo vào, rõ ràng sử dụng từ clearly, đúng không ạ? Dễ dàng là clearly rồi, đúng không ạ? Ok. Hoặc là carefully, một cách rất là cẩn thận. Clearly or carefully là rõ ràng. Được chưa mọi người? Ok, rồi. Nếu không muốn sử dụng đối tác, sử dụng từ partner, dùng client cũng ok, very good. Client là được rồi đấy ạ. Client là khách hàng mà mang tính chất là rất là chuyên nghiệp, gọi là client. Còn customer chỉ sử dụng nó là khách hàng chung chung thôi. Client là khách hàng mà ở những cái lĩnh vực mà nó đặc thù như kiểu là luật này chẳng hạn, nào là thương mại này, xuất nhập khẩu này đó. Điều khoản sử dụng từ gì đó? Điều khoản sử dụng từ gì các bạn nhỉ? Ok, ở đây điều khoản vẫn sử dụng từ đó là từ term and condition cho cô nhé. Term and conditions, thông thường chúng ta hay viết tắt là TNC đấy ạ. TNC đấy ạ. Cái này mang nghĩa là điều khoản. Term and conditions, thông thường để số nhiều vì không bao giờ có một điều khoản cả. Chúng ta sử dụng đó là terms and conditions. Giảm thiểu tối đa chúng ta dùng từ gì? Giảm thiểu tối đa dùng từ gì các bạn ơi? Clearly or carefully, nếu bỏ ly thì nó thành tính từ nhá, không vấn đề. Terms and condition, terms and condition. Negotiate or bargain, được rồi đấy ạ. Nào, giảm thiểu tối đa dùng từ minimize, được chưa ạ? Minimize. Minimize, giảm thiểu tối đa. Đây là động từ luôn. Minimize, giảm thiểu tối đa. Để cho mọi người. Tiếp tục ạ. À. Tiếp theo mình có từ rủi ro. Rủi ro chúng ta dùng từ gì? Risk. Risk. Để chưa ạ? Risk. Còn kinh doanh chắc chắn là business or doing business rồi. Trong kinh doanh là trong khi mà làm kinh doanh sử dụng từ doing business. Rồi, nếu các bạn không muốn sử dụng từ term and condition mà bạn sử dụng từ provision cũng được ạ. Provision, ok, đúng ý. Được chưa mọi người ơi, nào bây giờ đồng đọc nhé.
Từ đầu tiên về cô này, business, rất dễ đúng không ạ? Business, không đọc là business mà đọc là business thôi, đọc là business. Cô đọc rất chậm đấy ạ. Business, business, business. Tiếp tục doing business. Tiếp tục risk, risk. Minimize terms and condition or provision. Provision, được chưa? Terms and condition or provision nếu mà nghĩa là cái điều khoản này. Tiếp tục từ clearly hoặc carefully, các bạn đều biết rồi. Thường là sử dụng từ negotiate or bargain. Negotiate or bargain. Đối tác sử dụng từ business partner or partners hoặc là business clients là được rồi ạ. Clients là khách của mình ạ. Gặp mặt chúng ta sử dụng từ meet. Hợp đồng thương mại sử dụng commercial contract or business contract. Ký dùng sign, được chưa? Nhớ chưa? Nào đọc lại một lần cuối nhé. Nào các bạn cùng đọc với cô này. Đầu tiên này, sign, sign, sign. Commercial, commercial, commercial contract, commercial contract or business contract đều có nghĩa là hợp đồng thương mại. Meet, đối tác sử dụng từ business partner và nhớ business chỉ có một chữ S ở giữa, không có BC hai cái đâu nhá. Business partners hoặc là partners hoặc là clients. Negotiate or bargain, rõ ràng sử dụng từ clearly or carefully. Điều khoản sử dụng từ terms and conditions or provision. Giảm thiểu tối đa sử dụng từ minimize, minimize. Rủi ro sử dụng từ risk và kinh doanh sử dụng từ business or doing business. Được chưa mọi người ơi, xong chưa? Nếu xong rồi bây giờ chúng ta quay lại nào, cùng làm với cô câu này. Trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào, bây giờ cô xem một số phần comment nha. Nhật Yến này, before signing any commercial contracts, we had to meet our partners to negotiate carefully the terms and conditions. Rất tốt. This is the best way which minimize the risk in doing business. Rồi bạn sử dụng quá khứ đơn, được nhá. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ có từ đó là của Thanh Huyền Nguyễn này. Before signing any commercial contracts, thêm chữ SE vào. Any thông thường đi với chữ SE đó. We must meet our clients to negotiate clearly the terms and condition. This is a way to minimize business risk. Oh, very good. Câu 2 của bạn làm rất hay ạ. Ông trùm này. Before signing any commercial contract, đấy biết ngay mà. Chắc là ông trùm này lười comment từ đúng không? Nên là viết sai chính tả tùm lum rồi này. Chịu khó comment vào từ vựng nào học về comment đi các bạn ơi. Commercial contracts, we have to meet partner to negotiate and make clear all the term and condition. Thêm chữ SE vậy nha. Terms and conditions. This is the way to minimize risk in business. Rồi. Nào vậy bây giờ nhá, chúng ta cùng làm giải quyết nha. Anh Dũng ơi, em copy lại đi. Em copy lại đi. Một bạn hỏi cô rất là Pharaon Thái. Price tag trong bài hát của Jessica J là gì hả cô? Price tag mang nghĩa là cái mác giá. Đấy, dịch thô luôn là mác giá luôn đấy. Tức là khi mà em mua cái gì em đều phải nhìn vào price tag của nó xem mình có đủ khả năng afford nó hay không. Được chưa? Thu Hồng này. Before signing any commercial contracts, we have to meet business partners to negotiate carefully about terms and conditions which minimize the risk in business. Được rồi ạ. Rồi, tiếp tục nhé. Có một số comment nữa như sau này. Comment của Ngô Duyên này. Rồi, before signing any commercial contracts, we have to meet. Nếu mà sử dụng là have to meet cũng được, không có vấn đề gì cả. Nếu các bạn muốn nói là quá khứ, tức là bây giờ tôi không làm nữa mà tôi kể lại cho bạn thôi. Còn nếu các bạn sử dụng hiện tại đơn thì các bạn sử dụng have to bình thường. Đấy chưa mọi người? Nào, tiếp tục nha. Tới này. Before signing any business contract, we had meet. Câu này sai. Vì cụm từ là had met thì ở đây sử dụng nó là quá khứ việc xảy ra trước một sự việc gì đấy, đúng không ạ? Em đã sử dụng hiện tại hoặc quá hoàn thành. Nhưng ở đây để ý cho cô nhé. To bargain clearly the terms and conditions is the best way đấy. Cái câu này của Nguyễn Văn Tới là sẽ bị sai vì em đã nối động từ xong lại còn nối cả hai cụm câu với nhau như thế này là không được nha. Đạt này. Before signing any commercial contract, we had to meet clients and we negotiate the terms and conditions. Em nhớ thêm chữ SE với the terms nha. Carefully to minimize the risk in business. Ok, Nguyễn Phi nè. Before signing any commercial contracts, we must meet our partner to clearly negotiate the terms and conditions. Rất hay ạ, cụm từ này. Phi đã kết hợp luôn cụm động từ và là ok rồi đó. This is a way which minimize business risk. Ok, good. Một số bạn mà là học sinh của Hằng thì là làm khá là có tâm. Vì các bạn đã được hướng dẫn rồi. Now, An Lê nha, before signing any commercial contracts, we have to meet business clients in order to negotiate provisions carefully. Đúng rồi. This is a way to minimize risk in doing business. Đúng rồi. Lan Anh, Thanh Hiền. Rồi nhá, ok. Nào, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nha.
Nào, nốt comment của chị Anna Trần nè. Buford, mà sáng mai phải làm cỗ mà hôm nay comment vẫn muộn thế chị. Đi ngủ sớm hay mai còn nấu cỗ. Before signing any business contracts, we have to meet partners to negotiate carefully the terms and condition. This is the best way to minimize risk in business. Ok, rồi ạ. Nào, vậy bây giờ chúng ta cùng giải quyết với nhau nhé. Before, cái này dễ rồi đúng không ạ? Signing any commercial contracts, thêm chữ SE vào, thông thường any ở đây cũng có sự chữ số nhiều nhá. Cái any này không phải là trong câu phủ định đâu mà any là bất kỳ cái gì đấy. Before signing any commercial contracts, we have to meet. Cái này nếu mà để sự thật thì cô để hiện tại đâu nhá. We have to meet our client, không dùng client mình dùng partners, to clearly negotiate terms and condition. This is the best way to minimize business risks. This is the best way to minimize business risk. Được chưa? Ok ạ. Câu này đơn giản thôi mà, có gì đâu. Cái này quan trọng là khi mà mình xử lý và mình đọc nó như thế nào ạ, và nói phản xạ như thế nào cho nhanh thôi đúng không ạ? Đặc biệt là đừng để sai chính tả nhá. Viết ra mà lại còn sai nữa thì thôi ạ. Cảm ơn Minh Bình này, Nguyễn Hạnh, Nhã Trần nha, Nguyễn Vũ Hoàng Quân, những bạn nào comment sau thì cô sẽ không sửa đấy nha. Ok, nào nhìn vào đây các bạn ơi. Before signing any commercial contracts, we have to meet our clients or partners to clearly. Ở chỗ này các bạn sử dụng negotiate terms and condition clearly cũng được ạ. Còn nếu các bạn để từ clearly lên trước cái phần động từ này cũng được, không có vấn đề gì cả nha các bạn ơi. Được chưa ạ? Sau to verb in con negotiate. Sau to có verb in chỗ negotiate không cô? Không. Have to em ơi. Have to bình thường mà. To clearly negotiate đây là to verb mà. To verb chỉ mục đích. Rồi, ok nhá. Đọc với cô nào. Before signing any commercial contracts, we have to meet our clients or partners to clearly negotiate terms and conditions. This is the best way to minimize the business risk. Được chưa? Minimize business risk. Ok, đọc lần cuối với cô nhé. Cô đọc thật chậm cho các bạn theo này. Before signing any commercial contracts, we have to meet our clients or partners to clearly negotiate. Được chưa? Nhớ là đọc là clearly negotiate. Đã, đừng đọc thiếu nhé. To clearly negotiate terms and conditions. To clearly negotiate terms and conditions. Được chưa? Được chưa ạ? This is the best way to minimize business risk. Được chưa mọi người ơi? Nào đọc lại một lần nữa nha. Before signing any commercial contracts, we have to meet our clients or partners to clearly negotiate terms and conditions. This is the best way to minimize business risk. Rồi ok, thế thôi mọi người, hôm nay chỉ học đến đây thôi nha. Chúng ta đã livestream hơn 1 tiếng rồi ạ. Cô Hoàng sẽ gửi lại phần comment này cho các bạn ở trong phần phần comment, cô có thể pin lên trên đấy ạ. Các bạn có thể nhìn vào phần pin comment nhé. Nếu bất kỳ ai có câu hỏi gì này về khóa học hoặc là bất kỳ lộ trình nào các bạn cần cô tư vấn, các bạn có thể inbox cho cô sẽ tư vấn cho các bạn miễn phí ạ. Thế thôi. So it's time to say goodbye and it's time to go to sleep. Now, bye bye, see you. Chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả mọi người ạ. À. Mọi người đã nhìn thấy cô chưa mọi người ơi?